Xin cho con hỏi, Vipassana là thiền của Đức Phật. Thiền này mới giải thoát Niết Bàn. Vậy sao trong kinh lúc Đức Phật Niết Bàn có đoạn rồi Ngài từ định sơ thiền ra để vào định nhị thiền, từ định nhị thiền ra để vào định tam thiền, từ định tam thiền ra để vào định tứ thiền, từ định tứ thiền ra Đức Phật nhập Niết Bàn? Đây là thuộc về thiền định, đâu có giải thoát Niết Bàn được. Phật vào ra các tầng thiền như vậy để làm gì? Thì xin thưa với quý vị đó, đúng là chỉ có thiền Vipassana mới đưa đến sự giải thoát Niết Bàn. Còn thiền định, thiền chỉ, Samatha đó thì không có đưa đến sự giải thoát Niết Bàn. Tuy nhiên Đức Phật xuất nhập các cái tầng thiền trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn là bởi vì Ngài tri ơn các cái tầng thiền. Có nghĩa là Ngài thứ nhất là Ngài tri ơn là bởi vì các tầng thiền đó nó đã giúp Ngài rất là nhiều trong cái con đường hoằng pháp độ sinh. Bởi vì đó, chính nhờ các tầng thiền cho nên Đức Phật mới thành tựu các cái thần thông, có nghĩa là ngũ thông, đó là thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông đó, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Thì các cái thể loại thần thông đó nhờ có thiền định mà Đức Phật mới sử dụng. Có nghĩa là đối với một vị chánh đẳng chánh giác, ngay cả đối với một vị chánh đẳng chánh giác thì cái thiền định đó đối với Ngài đó, nó chỉ là một công cụ thôi chứ nó không phải là một đích đến. Đúng là nó không có đưa đến giải thoát, tuy nhiên nó cần thiết đối với Ngài để Ngài sử dụng nó trong khi mà Ngài hoằng pháp độ sinh, cũng như trong những lúc mà Ngài mệt mỏi. Đương nhiên là cái tâm của Ngài thì không có mỏi mệt, nhưng mà cái tấm thân của Ngài có những lúc là nó cần được sự nghỉ ngơi một cách triệt để rốt ráo, thì khi đó, đó Ngài nhập vào diệt thọ tưởng định. Thì cái diệt thọ tưởng định đó là Ngài nhập bằng cách nào? Là Ngài vào phi tưởng, phi phi tưởng, và sau đó Ngài xuất ra và Ngài nhập vào diệt thọ tưởng định. Đấy, nhờ có thiền định, thiền chỉ đó mà Ngài có thể vào diệt thọ tưởng định và Ngài an ổn, Ngài nghỉ ngơi đó. Ngoài ra đó, thiền chỉ nó cũng có nhiều tác dụng, như là bốn cái đề mục vô lượng tâm. Có những khi đó Ngài không cần làm cái gì hết, Ngài chỉ cần Ngài rải tâm từ thôi. Ngài rải tâm từ đối đến với chúng sanh, thì trong kinh mô tả đó, khi đó chúng sanh giống như là một con bò con mà đi tìm con bò mẹ vậy đó. Nó theo hướng cái luồng tâm từ mà Đức Phật phát ra để nó đi, để chúng sanh đi tìm tới Ngài. Đấy, cho nên Đức Phật Ngài nhập vào các cái tầng thiền để mà Ngài tri ơn. Cái tấm lòng tri ơn của Đức Thế Tôn đó, nó cao cả ghê lắm. Khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, Ngài chứng đắc đạo quả đó, Ngài đứng nhìn cội Bồ Đề để Ngài tri ơn cội Bồ Đề. Mặc dù đó cội Bồ Đề chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng mà Ngài tri ơn cội Bồ Đề. Đấy, đó là Ngài thể hiện cái tấm lòng tri ơn của một vị chánh đẳng chánh giác. Cái nữa đó, ở thế gian có nhiều loại, có nhiều cách khác nhau để tu tập đưa đến sự giải thoát. Thứ nhất là chỉ và quán, có nghĩa là gồm vị đó bao gồm luôn cả chỉ và quán, là vị đó có được thiền định và cả luôn cái thiền tuệ Vipassana, Samatha và Vipassana. Cái kiểu thứ hai đó là một vị là chỉ có thiền tuệ không thôi chứ không có thiền chỉ. Thì đối với một vị chánh đẳng chánh giác đó, cái cách giải thoát của Ngài đó, cái phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác Ngài hoàn hảo. Cho nên nếu như chúng ta chỉ tu tập Vipassana không thôi thì chúng ta có thể giải thoát được. Nhưng mà đối với Ngài đó, Ngài
đưa nó lên một cái mức độ hoàn mỹ, hoàn hảo, cho nên là Ngài thành tựu cả thiện chỉ lẫn thiện quán. Đó, có nghĩa là thành tựu cao cả nhất của thế gian là thiện chỉ, các cái tầng thiện chỉ Ngài đã thành tựu. Và thành tựu cao cả nhất của xuất thế gian đó là chứng đắc đạo quả A-la-hán, Ngài cũng thành tựu. Cho nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nhập các cái tầng thiện chỉ là như thế.